Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, từ đường phố đến người nha. Xin chào anh em game hay tài chiến, mình đây từ đường phố đây bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhau đi hốt quà, sau đó vui chơi sự kiện thôi anh em. Sự kiện tuần này thì không có gì đáng để chơi đâu, thật sự cá nhân là tôi thấy vậy, nhưng mà ngứa tay thôi các bạn. Ngứa tay à, cũng đang dạy nha, chỉ là nó vác hàng ra chơi thôi. Ok, hàng này thêm bữa đang còn hơn 400 thùng bia anh em, tuần sau tương mới rồi. Nghe toang nhỉ, trẻ lại vấn đề với tích hay là không kia anh em. Hôm nay có cái sự kiện tháp, tuy là không ngon lắm anh em nhưng mà chơi cũng được. Ok, đổi nào. Rồi nộp luôn anh em. Đây, vượt ngục các bạn, hôm nay sự kiện vượt ngục Impel Down. Vẫn 7 tầng như bữa trước anh em, mà một tuần quà hơi bèo thôi. Cá nhân tôi đánh giá quà tuần này hơi bèo các bạn, bèo hơn mọi khi. Nếu không nó quá bèo anh em. Tầng 2 mới có gì. Giờ test thử đi tầng 2 xem tầng 2 có gì anh em. Thôi vào việc anh em nhé, bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau đi kích hoạt vé thành tay. Rồi ok các bạn. Sau đó thì bắt đầu vào việc thôi anh em. 456. Ồ, thế thì không đủ rồi, 48 mới được anh em. Không đủ rồi các bạn, quay được 5 vòng thôi. Rồi 5 vòng thì 5 vòng biết sao giờ anh em, quay 5 vòng, nó đập 600 thùng bia mà. Chúng ta sẽ đập vào đâu đó 600 thùng bia. À mà khoan từ từ các bạn. Hải tặc La Bàn rồi anh em, ok á, vừa mới vào chơi sự kiện là Hải tặc La Bàn rồi anh em. Rồi. Quậy hết tầm rồi anh em, hốt hẳn 150 thùng bia các bạn nhé. Tuần này thì chưa thì tôi nói rồi anh em, tuần này chúng ta thứ nhất là đổi từ cửa hồn hải tặc này anh em này, 100 thùng bia các bạn nhất ở đây. Rồi quậy một hồ của bánh nái nữa anh em, kiếm được thêm 150 thùng bia phía ngoài nữa. Ok, cửa hàng rồi, và quay tiếp rồi anh em. Thế là quay thêm được 2 lần nữa rồi, ngon lành các bạn, gọn gàng nên ngon lành luôn, đơn giản. Ok, sao nát thế nhỉ, 600 thùng bia có lên đập hết không ta. Suy nghĩ quá các bạn, mới có lên đập hết thùng bia không, 600 thùng ạ, tuy không ấy nhưng cũng nhiều ạ. Quẹn đã tính tiếp anh em, quyển sự kiện đã tính các bạn. Ok, lượm nào. Wow, 50 thùng bia này nữa rồi anh em, quá đá. 595 thùng bia rồi các bạn, tuyệt vời luôn. Yo, được của nó luôn các bạn. Chơi nào, trước 300 thùng anh em nhé, cứ nháy hàng trước 300 thùng đi anh em. Xem tình hình con hàng này hôm nay có hên lắm không, có giữ lại khoảng hơn 300 thùng chuẩn bị chơi sự kiện tương mới các bạn. Tới nào tiếp tục nào. Lập phi kit, ok. Bán nhỉ, 90 thùng bia rồi vẫn chưa ra gì anh em. Cùng thứ 90. Rồi, chào S đầu tiên anh em là ai đây? Avicii các bạn, đếm được luôn mà. Các bạn đếm ấy, nó sẽ ra anh em. Còn nó nhảy được thì không nói, nhưng mà thường nếu mà nhảy à, lại nghĩ cho hôm nay 100 thùng một cháu rồi. Hay đập 300 thùng nữa anh em, từ từ các bạn, không nên nóng vội. Hôm nay mà nóng vội nhìn là toang đấy các bạn ạ. Hôm nay mà nóng vội nhìn là toang lắm luôn á. Tiếp tục nào. Rồi, tiếp phát nữa anh em. Gáp. Tới nào. Ok, tiếp tục. Tasagi. Rồi ai đây? Tiếp tục các bạn. Ok kìa, delay. Tôi không quên, đúng rồi, đếm lần này đúng rồi anh em, quên. 100 thùng được một cháu ạ. À, trời ơi.
Đùa à? Ừ, ba cháu anh em chứ, bắt cũng được ba cháu S. Bố cháu trời ơi, 300 thùng được 4 cháu S anh em, trong khi qua đập 200 mấy thôi được 7 cháu rồi. Đấy, nhưng lần này đen gọi là thường là như này, anh em không nên đập thêm nữa, nhưng mà thôi đang quay anh em đập cho xong nhiệm vụ cũng được vậy. Ok, một phát nữa anh em. Rồi, 300 thùng rồi các bạn, thế thôi. Rồi, từ từ mình tính anh em. Lượng qua 30 cốc bia vàng. Ok anh em, tiếp tục đến cốc bia vàng 540 vàng anh em. Đánh quay thì cứ vậy thôi. Sự kiện này chơi thì thấy anh em đã chơi ít lắm, thấy các bạn đều bảo tích tài nguyên. Hôm nay tôi chẳng có tốc tàng này, kiểu nó đang có tài nguyên cũng ổn các bạn. Tôi muốn leo tháp anh em, thử lên cái tháp trên là trên cái tầng 2 nó có gì các bạn, xem tầng 2 chúng ta có quà gì. Tầng 1 nhìn bèo quá anh em, nó không muốn nói là quá bèo các bạn. Bữa trước thì tầng 1 nào là vé dành tay rương kim cương các kiểu anh em. Bây giờ nhìn tầng 1 ngao ngán luôn các bạn, mở hết hơi được bao nhiêu. Thế mà tôi đếm xem là được mấy ca kim cương các bạn. Giờ được một túi kim cương, liệu túi mở ra được 50k không? Túi có khẳng định là mở nó cũng chỉ 10 đến 50k không? Trời ơi, phải cho cái túi mở từ 10 đến 50k thôi, không có khác anh em, 10, 20, 30, 40, 50k kiểu như vậy anh em. Đó. Thì mới bù lại được. Cái này bết bát quá. Càng ngày Nami càng sợ chúng ta chơi sự kiện hay sao anh em, ra những quả sự kiện đau đầu luôn anh em. Chỉ có sự kiện tướng mới là hay hot hit thôi anh em. À, đợi tuần sau mới có tướng mới được. Thám hiểm. Hai cái nữa là ngon rồi anh em, kiếm ca cưng cưng thôi anh em, lượm 50 thùng bia trước nha. Đấy. 8 9 10. Ok. 18, 19, 20. Ok anh em, 50 thùng bia nữa. Ngon lành luôn. Rồi, bắt đầu vận ngục anh em, chúng ta 40 từ khóa, tuần này không bán anh em nhé. Tầng 1 các bạn được 2k kim cương. 20 túi anh em. 10 thùng bia, một túi anh em. Nếu không muốn nói quá toang thì nó là cực kỳ toang luôn anh em. Ô kìa. Đi luôn các bạn, qua tầng 2 luôn chứ đợi đem gì. Tầng 2 thì được một dương form tướng gọi là đá nâng đồ anh em. Ô, có xu vòng quay à? À có xu vòng quay nữa anh em. 100 xu vòng quay các bạn nhá. Hơi toang rồi các bạn. Nhưng mà quà bèo quá. Thấy mình em cảm nhận thấy không anh em, quà bèo rá man luôn ạ. À. Xúc xắc này được hơn 500 rồi. À, xem quà xúc xắc nào. U là trời. Bèo thế nhờ. À đây. Rách anh em. Rồi. Ui giời ơi. BG. Rồi. Ôi trời ơi. Đời anh em đau đầu ạ. U sốc cưng. Correct được này. Lại là u sốc cưng. En nữa ạ. Trời ơi, tầm nào en nữa anh em. Nói chung để tôi test nhân phẩm cho anh em xem thôi này thôi các bạn, chứ tuần này thấy chơi sự kiện thế nào cũng vậy anh em, toang lắm, tích tài nguyên các bạn nhé. Tuần sau tương mới đấy anh em, tích tài nguyên là vừa thôi chứ đừng có tham vui làm gì các bạn, chơi không có lợi lộc gì đâu anh em. Đó, bây giờ quẩy thêm thì cũng được thêm ít túi nữa. Úi trời, toang thế nhỉ. Ô, 11k rồi. Chiến hàm là có lợi thất gì nhỉ? À có rồi anh em. 11k. Rồi, không tạo ra biên độ gì luôn anh em. Ôi giờ được dâu đen các bạn. Bố già.
Ok, nhận thêm ít búa anh em. Quá toàn các bạn. Quá trời toàn luôn anh em. 3 phát à, vừa đủ anh em. 2 3 Ok. Quá toàn các bạn, không còn gì nói nữa anh em. Nào còn gì nữa? Đây nữa. Ok thôi, video chiều nay chắc kết thúc thôi anh em nhé. Thường xương quay sự kiện test nhân phẩm cho anh em xem thôi, chứ tính sự kiện này thôi tích tài nguyên thôi anh em, đừng chơi bời gì ạ. Hoang lắm. Video kết thúc ở đây, hẹn gặp anh em còn theo. Giờ thì bye bye anh em.